đăng ký kinh doanh dưới hình thức trò chơi giải trí, nhưng khi đi vào hoạt động, nhiều cơ sở đã biến loại hình dịch vụ này thành trò đỏ đen, thắng thua bằng tiền. Và trước thực trạng trên thì trong thời gian vừa qua, Công an huyện Long Thành đã vào cuộc một cách quyết liệt, kiểm tra phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh vi phạm, qua đó góp phần ổn định kinh tế xã hội, an ninh trật tự tại địa phương. Nhờ có những nỗ lực của cơ quan điều tra, tình trạng game bắn cá trên địa bàn huyện Long Thành đã được kéo giảm. Theo đó, tình trạng an ninh trật tự cũng đã giảm hơn rất nhiều so với những năm trước. Đây là một buổi tiêu hủy máy bắn cá trên địa bàn huyện Long Thành. Những chiếc máy này chính là công cụ của hoạt động cờ bạc trá hình. Dính vào cờ bạc dưới hình thức game bắn cá, nhiều gia đình đã phải điêu đứng. Riêng đối tượng này, để có tiền chơi game bắn cá, đã phải đi trộm cắp vài chướng vào vòng lao lý. Đột nhập vô thấy đèn sáng. Rồi, là lấy trộm những tài sản gì? Đây, một chai đồ tay. Rồi. Một cái CPU. Rồi, màu gì? Màu đen. Rồi, cái gì nữa? Với hai thùng bia, với một hộp cà phê. Cái hệ lụy nó gây ra rất là khá là nghiêm trọng. Thứ nhất là rất nhiều trường hợp gia đình thì phải vay nợ nần. Phải vì với hình thức đánh bạc trá hình nên phải biết bao nhiêu người cũng phải mắc nợ, rồi vay nợ để mà thực hiện cái việc mà đánh bạc, rồi kể cả đối tượng ma túy cũng trà trộn vào cái hình thức này để mà hoạt động. Theo thống kê của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Long Thành, qua tổng rà soát trên địa bàn có hơn 10 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử. Nhận thấy những cơ sở này dễ phát sinh tệ nạn cờ bạc trá hình, do đó lực lượng công an đã tăng cường công tác nghiệp vụ, bắt quả tang hành vi cờ bạc, liên tục kiểm tra xử lý các vi phạm về hành chính nhằm đẩy lùi tệ nạn. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, đã xử lý 7 cơ sở tiêu hủy 18 máy bắn cá. Đặc biệt, công an phát hiện 5 ổ bạc núp bóng khu vui chơi giải trí, tịch thu nhiều tang vật và trước mắt đã xử lý hàng chục lỗi vi phạm hành chính. Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục rà soát nắm tình hình và phối hợp các ban ngành địa phương. Thứ nhất là sẽ làm tốt cái công tác tuyên truyền. Thứ hai là phối hợp các cơ quan chủ quản và tiến hành kiểm tra, sẽ có phương pháp kiểm tra. Không thể cấm loại hình kinh doanh trò chơi giải trí nên chính quyền nói chung, Công an huyện Long Thành nói riêng đã có những biện pháp mạnh tay, chấn chỉnh kịp thời tình trạng biến tướng của game bắn cá. Nỗ lực này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.